Thì mình có bonsai ốc nghiến khai quật một củ hải âu, một bí hải âu nhé, bí hải âu lé lé gì được, lé cánh sống ghê hồn, đủ nhỏ lé ghê được đi bán nhé, mắc hồn lé là lé hồn kẹo hồn như người nên xem sống vào tư bonsai ốc nghiến mới sáng lên gặp một củ liền nên trúng bánh rồi. Đúng không? Lấy đoạn coi này, hai thằng đấy vậy mi bây giờ mi hai thằng là mi hả mi mi rừng ấy eo ấy là tụi eo qua đây ơi cũng một ơi nha chú anh chị một ơi đây em cũng phát hiện được một coi một bí bí hải âu bí xinh xinh hãy yên trước này hãy yên ơi lé rồi đi ước rồi chứ ở cái gì ở ở gì đâu ở ở y ơi y eo hay ư eo đây hay yến y lé rồi lé ai im đây sao lé ai im đây cô chú anh chị ai im nha ai nói ai im lấy gì điệp nói nào có nói không thâu nha ừ nó không đèo đây tôi ráng tôi đèo cho đây bo uống đúng không bo uống mang mang tậu biết biết im ai vui trong đêm nay biết im ai đúng rồi tiền rẻ rồi đến nữa luôn đâu đủ để biết ơi thấy không tiền lách luôn ơi bonsai ốc nghiến đây cũng vừa ra luôn đủ nói hàng trong tủ điện luôn cũng được để biết ơi đủ ghê. Cái nào cho bò ấy. Anh Tư cho trong tủ điện ghê hồn mỗi ngày cách sao lách cho mà cách thử bây giờ cho cái sao khác bánh như rộng đúng không cách mà thôi cách giữa đây mọi người phát hiện thêm được một gốc hải châu nữa này đây một gốc hải thần nha nhỏ nha một gốc hải thần chân sò lên lúc kèo này lách này tầm khoảng 50 lách nha bấm bọn ngay này bấm lá mọi người xem đây là một cơ là cánh sen mà là gí nha siêu siêu luôn quá đẹp cánh sen là gí nha mọi người wow siêu trúc luôn cánh sen mà lá gửi gửi nha mọi người lá nó nhỏ lắm cực kỳ nhỏ luôn nha wow rất là phê nhỏ cực kỳ nhỏ nha mọi người chưa gặp cờ nào cánh sen mà lá nó gửi như cờ này rạch luôn bao đẹp rất chi là nhật luôn nha mọi người rồi giờ mình tiến hành phẫu thuật nha.
cách tầm ngang đây mọi người. Ý nghĩ dưỡng á, ở dưới xuống ảo coi những con y à. Đó, mọi người khai thác cái mèo đây, một ốc hai hân chịu o không ồ. Ê nhìn cái khỉ ấy, nó đắt ghim luôn nha. Bao ghim luôn. Ôi, ồ, à, đẹp mắt không? Nó hay không? Đẹp. À, đẹp nhất hồn á. À, đẹp nhất hồn. Đẹp hơn hay yến luôn nha. Ừ. Ơi, chú anh chị xem lé đây. Wow, bao phê luôn. Ừ, có đây. Coi ấy, có hai hăng hai lách gường ấy. Bánh như rồng không? Bánh như rồng. Rồi anh ơi nữa nè. Ôi còn lách nữa này. Chúng vừa dứt cái đây nữa là anh ấy anh côm. Đúng rồi nhớ. Có xuống côm xa đấy nhớ. Xe gì thì 5 phút chứ mới luồn dìu dìu. Lấy dầu rồi lại rồi. Chưa, lấy rêu vậy thôi. Mới lên thả đôi mà. Trong dưới cơ mà dạo lại rồi quét cầu. Chắc chắc quá. Nó ở dưới sao nó biết tôi dạo tới đây. Lâu lên đó con kỳ nhảy đầu. Lên nào nó ơi nó nằm dưới nó ngu rồi lên. Nó chéo chéo. Lâu lên đó anh y rồi á. Quá hoảng không. Rồi, nó đâu rồi anh y. Ông ơi, lấy cô coi lách nữa nha. Hả? Coi nào cũng đèo hết trọi hay chứ. Đế là chứ đèo đâu đèo. Đế nó đi nó chưa nữa chứ. Đúng không? Một góc hai góc hay gì? Một thân mà hai góc hay chứ. Một hay. Hai. Một thân hai thân hay chứ. Ừ. Hả? Rồi, chuẩn bị dứt. Hay chứ. Mọi người khai thác rèo đây. Đèo tốc độ bằng thường luôn nha. Chỉ trong 5 giây đưa củ hai âu à quên bí hai âu ra đâu có sợ lộn coi hết đâu rồi mà sẽ không sợ lộn dây coi nó giống coi mà đúng không hiểu coi là đi xe nó lộn nữa này hai ôi nhẹ nhẹp coi hai yến nó xấu đúng không hiểu lách hai yến đây hai yến nó mới dứt được coi nữa đây được không như hiểu bấm là bấm gì bấm khô hết rồi bấm gì hiểu bó mình tao coi lách này hiếm đúng không tao coi lách đồ tao lách mini hàng coi lách gương hay không quay quay lại coi hay không quay ngang này ngược lại đó đó, đó. Bắn dưới hay không nó một góc không một góc trên xe cũng cứng như đen thế này wow cái này không có để được chứ nó theo đường trên chứ chuột bánh này không giao lưu luôn giao lưu giao lưu 50k bao ship thôi cũng sẽ Úc Nguyễn đây thành quẻ một đống đây tay sách nát mang đây coi siêu lách nữa đây nha wow siêu lách siêu lách tay sách nát mang con xe kỳ gâu mới coi đây trụ điện thánh thánh đây ghê 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 tay sách nát mang kết thúc video về nha mọi người.